Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn tiếng Việt lớp 3, sách cánh diều. Bài đọc 4, ba con búp bê. Rồi trước hết là mời các em chúng ta cùng nghe bài đọc. Hồi Mai 5 tuổi, gia đình em rất nghèo. Anh em Mai không có nhiều đồ chơi. Mai thường sang chơi chung búp bê với Na, là bạn hàng xóm. Mai luôn ao ước có một con búp bê. Đêm Noel năm ấy, bố bảo Mai: "Đêm nay, con hãy xin ông già Noel một món quà con thích. Thế nào điều ước ấy cũng thành sự thật." Sáng hôm sau, Mai reo lên khi thấy trong chiếc túi treo ở đầu giường ló ra một cái đầu búp bê. Dốc ngược chiếc túi, em thấy không phải là một mà là ba con búp bê. Một búp bê bé trai bằng gỗ, một búp bê bé gái bằng vải và một cô bé búp bê mũm mĩm nhỏ xíu bằng giấy bồi. Có một mảnh giấy rơi ra. Bố đọc cho Mai nghe những chữ viết trên đó: "Ông già Noel tặng bé Mai." Về sau khi đã lớn, Mai mới biết không có ông già Noel nào cả. Hôm đó, bố đã đẽo gọt khúc gỗ thành búp bê trai, mẹ chắp những mảnh vải vụn thành búp bê gái. Còn anh trai loay hoay cả buổi tối để làm cô bé búp bê bằng giấy bồi tặng em. Theo Nguyễn Thị Trà Giang. Chú thích và giải nghĩa. Giấy bồi tức là giấy dày do nhiều lớp được dán chồng lên nhau, thường dùng để gói hàng hóa. Rồi dựa vào nội dung bài đọc, các em suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau. Một, bé Mai ao ước điều gì? Rồi các em bấm tạm dừng video. Các em xem lại bài đọc và suy nghĩ trả lời câu hỏi số 1. Bé Mai ao ước điều gì? Hồi Mai 5 tuổi, gia đình em rất nghèo. Anh em Mai không có nhiều đồ chơi. Mai thường sang chơi chung búp bê với Na, là bạn hàng xóm. Mai luôn ao ước có một con búp bê. Như vậy là bé Mai ao ước có một con búp bê. Rồi các em có thể tham khảo câu trả lời số 1 là bé Mai luôn ao ước có một con búp bê. Câu hỏi số 2. Món quà bé Mai nhận được trong đêm Noel là gì? Rồi bây giờ chúng ta cùng xem lại bài đọc và trả lời câu hỏi này. Sáng hôm sau, Mai reo lên khi thấy trong chiếc túi treo ở đầu giường ló ra một cái đầu búp bê. Dốc ngược chiếc túi, em thấy không phải một mà là ba con búp bê. Một búp bê trai bằng gỗ, một búp bê gái bằng vải và một cô bé búp bê mũm mĩm nhỏ xíu bằng giấy bồi. Rồi như vậy là món quà bé Mai nhận được trong đêm Noel là ba con búp bê. Một búp bê trai bằng gỗ, một búp bê gái bằng vải và một búp bê mũm mĩm nhỏ xíu bằng giấy bồi. Câu hỏi số 3. Món quà giản dị thể hiện tình cảm của bố mẹ và anh trai đối với Mai như thế nào? Rồi chúng ta cùng xem lại bài đọc, suy nghĩ và trả lời câu hỏi này. Rồi các em có thể đọc những câu ở cuối bài đọc. Về sau khi đã lớn, Mai mới biết không có ông già Noel nào cả. Hôm đó, bố đã đẽo gọt khúc gỗ thành búp bê trai, mẹ chắp những mảnh vải vụn thành búp bê gái. Còn anh trai loay hoay cả tối để làm cô bé búp bê bằng giấy bồi tặng em. Rồi như vậy là các em có thể tham khảo câu trả lời này. Món quà giản dị
thể hiện tình cảm của bố mẹ và anh trai rất quan tâm và yêu thương Mai. Bố đã đẽo gọt khúc gỗ thành búp bê trai, mẹ chắp những mảnh vải vụn thành búp bê gái, còn anh trai loay hoay cả tối để làm cô bé búp bê bằng giấy bồi tặng em. Câu hỏi số 4. Qua câu chuyện thì em hiểu vì sao gia đình được gọi là mái ấm. Qua câu chuyện em hiểu gia đình được gọi là mái ấm vì gia đình là nơi những người thân yêu quan tâm, dành tình cảm cho nhau. Những tình cảm đó vô cùng ấm áp. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập. 1. Tìm thêm ít nhất 3 từ ngữ cho mỗi nhóm từ ngữ dưới đây. A. Chỉ người thân trong gia đình, ví dụ như là bố. Bố, mẹ, anh, chị, ông, bà, cô, chú, v.v. Thì đây là những từ ngữ chỉ người thân trong gia đình. B. Chỉ đồ dùng trong nhà, như là tủ, rồi tivi, bàn ăn, máy giặt, máy lọc nước, giường, v.v. C. Chỉ tình cảm gia đình, như là yêu thương. Rồi các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ xem là những từ ngữ chỉ tình cảm gia đình, ngoài từ yêu thương ra thì chúng ta còn tìm được những từ ngữ nào? Yêu thương, chăm sóc, quan tâm, yêu quý, đùm bọc. Rồi chia sẻ, che chở, đúng không? 2. Đặt câu nói về hoạt động của một người trong câu chuyện ba con búp bê. Các em có thể đặt câu nói về hoạt động của Mai hoặc bố, mẹ hay là anh. Cho biết câu đó thuộc mẫu câu nào? Ai là gì, ai làm gì hay là ai thế nào? Rồi thầy giáo ví dụ các em có thể tham khảo. Bố làm cho bé Mai một con búp bê bằng gỗ. Thì đây là câu nói về hoạt động của bố. Bố làm cho bé Mai một con búp bê bằng gỗ. Thì đây là mẫu câu. Ai làm gì? Ai? Bố làm gì? Làm cho bé Mai một con búp bê bằng gỗ. Rồi câu này thuộc mẫu câu ai làm gì? Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi tiếp các video sau được thầy giáo đặt trong phần sách phát tiếng Việt lớp 3 sách cánh diều. Rồi xin chào và chúc các em học tốt.